Ở đây mình có mấy cái hạt bắp này như vậy, à, mình sẽ rải ra nha, rải rải ra bên này một xíu này, đó, lỡ đâu nó qua đây thì nó ăn bên này, rồi nó ăn bên nó thấy bên kia nó chạy qua bên kia, rồi như thế là xong nha. Hi, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình lại tiếp tục lên trên núi nha. Lên trên này mình đi đặt bẫy gà rừng nha mọi người. Vì là hôm bữa mình có thấy trên này gà mình có gặp luôn nha mọi người. Hôm bữa mình gặp ở dưới này này. Dưới này mình đang đi mình gặp nó con gà rừng gà đực ấy, khá là to. Nên là hôm nay mình thử lên trên này đi đặt bẫy xem có trúng được không nha. Tiện thể là làm video chia sẻ cho mọi người cũng biết cách mà mình đặt đặt bẫy gà rừng như nào nha mọi người. Đây, hôm nay mình sẽ sử dụng cái dây dây này nha mọi người. Đây. Cái này là dây cước nha mọi người. Mình cũng mới gắn xong cái này, cũng mới làm xong luôn. Hôm nay chắc mình bẫy mấy cái nha mọi người. Rồi mời mọi người cùng theo dõi cách mà mình đặt bẫy như thế nào À, đây nha các bạn. Ở đây mình phát hiện ra nó cái con gà nó bới chỗ này mọi người. Nên mình sẽ quyết định đặt ở đây một cái nữa nha mọi người. Đó. Đây, mình đã chặt được được cái trang và cái lề cái trên này. Mình có 2 miếng nha mọi người. Đó. Chỉ cần là 2 cây này thôi là được rồi nha mọi người. Với lại thêm một cái cành nữa là được. Đây mình bắt đầu tiến hành bẫy luôn nha mọi người. Rồi, đây nha mọi người. Đó. Đây là cái cành mình vừa mới chặt xong nha. Nói chung là nó cũng nhỏ nhỏ thôi. Bẫy gà mà không cần thiết phải quá quá to nha mọi người. Đây nha mọi người, chắc mình sẽ đặt ở đây nha. Cái này mình vút vút cho nó tròn lại nha mọi người. Đây nha mọi người, đây một cái xong nha, như thế này là được nha mọi người. Nói chung là nó nhỏ, cái này nó nhỏ thôi được rồi. Rồi, mình sẽ chọc một bên bên này nha. Mình chỉ làm con này được rồi nha mọi người. Chọc vào đấy luôn. Cái này mình phải cài vuốt lại đây nha mọi người, mình chia chia nha. Đây này nó dài này, mình chia 50-50 đấy, phải chọn thế này. Ok đây nha mọi người. Rồi, bên này nữa, bên này nữa, mình chia tới đây tới đây, chứ là mình thích dài thích ngắn thôi. Đấy là mình chọn là vừa thôi đấy nha. Đó. Bên này cũng thế luôn đó. Cái này để tạo sự đàn hồi với mọi người đó. Nhông nhéo nhông nhéo. Rồi, đuôi thì dài quá đừng mà cắt bớt nha mọi người. Rồi, đây kìa. Rồi. Thế này là ổn nha mọi người. Thế là ổn rồi. Giờ mình cầm cái này. Đây, mọi người. Lấy cái dây này mình cột một đầu nha. Một đầu để đều cọc.
đây nha. Rồi, 7 nha mọi người. Thế này là được nha. Đó. Em cột xong rồi này, một đầu bên này mình để nha mọi người. À, mình tiến hành bẫy luôn nha mọi người. Mình lựa mấy cái mình cắt mấy cái ngắn ngắn để mình chọc đây à. Chọc và bốn phía để giữ cho cái cây nó không có chạy nha mọi người. Cái dây nó không có chịu nó chạy được. Khi con này con kia nó chạy đi chạy lại nó đạp đi mất. Rồi nha mọi người, như thế này là xong nha. Đó, đây nha mọi người, thế này là xong nha. Đó, tổng thể nhỏ lại như thế này nha. Đó, là mình sẽ thử độ nhạy nha mọi người. Đó, đạp ở đây đó. Dí cái tay này, ok chưa? Biết chưa mọi người, nhảy chưa mọi người. Đó. Rồi mình bẫy lại nha. Rồi mình rào một bên này một xíu này, bên này một xíu này. À, rồi mình sẽ cải trang nó cho nó đỡ bị con gà phát hiện nha mọi người. Mình rào lại sơ sơ nha mọi người. À, cho nó về lại hiện trạng cũ nha mọi người. Che lấp đi mấy cái bẫy của mình. Là hạn chế tối đa của phát hiện nha. À, ở đây mình có mấy cái hạt bắp này nha mọi người. Mình sẽ rải ra nha. Rải ra bên này một xíu này. Đó, lỡ đâu nó qua đây thì nó ăn bên này. Rồi nó ăn bên nó thấy bên kia nó chạy qua bên kia. Rồi, như thế là xong nha. Cho mọi người xem tổng thể nha. Đây, cái cành là bên đây bên này nha. Nó cũng nhỏ nhỏ thôi. Dày nhỏ cái cành cũng nhỏ luôn. Đây. Đây, chờ sơ kỹ cho mọi người xem nha. Đó, đây cái bẫy của mình là đơn giản này thôi nha mọi người. Đó, xem tí thế này. Đó, gần như là nó cũng hơi là khó phát hiện nha mọi người. Nếu mà đi từ bên kia là hơi khó phát hiện đấy. Đó. Đây, cái này mình có thể là bỏ thêm thế này này. Đó, mình cải trang nha mọi người. Cải trang để bớt bị phát hiện đấy. Đó, mình thấy là gần như là không phát hiện luôn nha mọi người. Đó. Đó, ok chưa? Đó. Nếu thấy cách bẫy của mình hay thì cho mình một like, một lượt đăng ký nha mọi người. Để ủng hộ mình trong làm động lực cho những video tiếp theo nha. Rồi, chắc mình dừng lại video ở đây thôi. Chào tạm biệt các bạn đã xem hết video của mình nha.